Chiều ngày 11 tháng 9, đồng chí Lương Tuấn Huê, Ủy viên Ban Đồng vụ trưởng Ban Tổ chức huyện ủy và đồng chí Phạm Thị Oanh, Ủy viên Ban Đồng vụ trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện cùng với Văn phòng huyện ủy đã đến tặng hoa chúc mừng cán bộ công chức viên chức Tòa án Nhân dân huyện Lang Chánh nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành. Tặng hoa chúc mừng cán bộ công chức viên chức Tòa án Nhân dân huyện đồng chí lương tuấn Huê, ủy viên ban đồng vụ trường ban tổ chức huyện ủy ghi nhận đánh giá cao những thành tích mà tòa án nhân dân huyện lang chánh đã đạt được trong thời gian vừa qua tòa án nhân dân huyện cũng đã phát huy tinh thần đoàn kết dân chủ nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ từng bước nâng cao vị thế góp phần vào sự phát triển chung của huyện nhà về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Lương Tuấn Huê, Ủy viên Ban Đồng vụ trưởng Ban Tổ chức huyện ủy yêu cầu Tòa án Nhân dân huyện Lang Chánh cần tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử các vụ án, đảm bảo công minh, khách quan, bảo vệ công lý và quyền công dân xây dựng tập thể Tòa án Nhân dân huyện Lang Chánh ngày càng vững mạnh chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ thẩm phán, trong đó mỗi cán bộ công chức viên chức ngành phải không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo huyện tranh án tòa án nhân dân huyện lang chánh bày tỏ cảm ơn sâu sắc với sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo huyện thời gian tới tòa án sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được thể hiện tốt nhiệm vụ được giao triển khai nhiều giải pháp đột phá về công tác xây dựng đảng xây dựng tổ chức bộ máy phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu đội ngũ thẩm phán nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới